kia là 67. Cái 67, cái bài số 7 là cái cổ trong toàn mạng không bao giờ nó chỉ khúc trên. Cháu nghề cỡ đó là những người không có tập thiếu khúc trên. Mà không ai nói á, cái ghế vậy cả thế giới tập ngu lắm. Mình nói thế giới ngu đầu này á. Đè, mình đè, không tin giờ biểu ông Tuấn để giữ cái má chị gạt cái cổ sẽ biết rồi, đẩy cái má qua rồi thấy không? Rồi cái con cái cổ mình bị xong nó mà chịu nó đau là mẹ cái cổ mình thua. Thành ra con nai đó nó hay lấy cái sừng nó gạt vô cái gì đó, nó tập cái cổ nè, nó vậy hả? Con nai với con trâu nè, nó hai con hãy tập nhau vậy, tập cái cổ không thôi. Cái hỏi con trâu bị quẹo cổ sao anh? Ủa mẹ nó đâu thoái hóa cổ, mẹ trong thoái hóa cổ khỏi ăn cỏ, khỏi ăn cỏ đi ông nội. Con câu trâu nó phải tập cổ liên tục hàng ngày một, không tôi bị thoái hóa cổ khỏi ăn. Cú lên khỏi ăn mà ngủ lận cú cắm cỏ nó kéo lên thoái hóa cổ C5 C6 tôi khỏi ăn luôn ông nội vậy luôn mẹ. Thành ra loài thú mấy cái loài mà có hai cái sừng á để nó bẻ cái cổ đó, chứ lấy gì bẻ, lấy cổ tay đứt tay sao trời ơi, xanh hai cái càng cái này để chịu nó lắc cái sinh đỡ cái cổ. Thế nhiều người không hiểu cái sừng này làm cái gì chống thoái hóa cổ. Nay mấy loài thú mà đi ăn cỏ mà không có cái đó hả, tôi nói mày chết mẹ mày, thoái hóa cổ sao mà ăn mẹ. Cúi xuống đâu cái cỏ tới đây thôi mẹ, cỏ nằm dưới đây không được cúi nữa ngủ mẹ có trời thấy hai chân gập xuống nhà ăn đời xanh hai vậy cũng tội. Ông trên bữa nào anh làm thoái hóa cổ con trâu này đủ vậy nó chết ăn mới được, đúng đâu nhói đó nó ăn cái gì mà nó ăn là phải cắn rồi nó giật lên nha, con cái gặt cái nó mà nó gặt không được chết. Còn thanh đất đuổi nó hai con trâu nó hai 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 cái sừng đó. Nó không phải là nó ngứa sừng đó, tập cổ mày đứng giữ cái sừng nó tao gặt, còn không thấy lấy cái sừng nó gạo cho cây này nó bên này nó lắc cái là nó cả vậy đó. Là nó tập cái cổ nó đang đau nó bị thoái hóa nó ở thấy nó đực lên nó gặt nó chống trong khi nó gặt cái sừng vô nó kèm lại thì cái máu nó dồn tới nhả cái sừng ra máu tan thì nó tan cái máu cái cổ đó. Thành ra cái cổ nó của loài thú đó, từ dưới to trên nhỏ mình ở dưới nhỏ bằng nhau là không có mạnh, bởi vì mấy cái thằng lực sĩ cái cổ này, chỗ này nó có cái gờ đó thì nó tập cái đó đó. Thành ra cái người nào mà cái cổ mà không cái giống mấy thằng đó là cái cổ yếu, mấy thằng bốc xếp cái chuỗi như là u một cục vậy. Còn mấy người văn phòng mình nó dẹp vậy nè, mấy thằng kia nó dày là chỗ này nó liền lên cái đầu vai nó liền tới cái cổ luôn. Tức là cái cổ mấy người mình có tập cổ lâu thì ở dưới cổ nó to cái bè to lên cái cổ nó nhọn cổ rất là mạnh. Thầy con tập thử lại nhé. 17 lần đó thầy. Một là nó sẽ gầy. Cái bánh này chưng xong sau hay là chưng Chân chân song song. Thường nó bằng ba cái bằng chân mình, một nè, một hai ba đó là trúng đó, đó số một đó, vậy đó. Đang cái đó rồi thu chân lại rồi xô lên nhón lên là máng máng rồi cho thứ hai cũng vậy. mà chéo tay là cầm tưởng tượng cầm cái cung mà cũng không xong chân gì xuống nữa xong chân luôn đó đó đúng vậy đó đúng rồi. Rồi khi muốn mạnh ướng nó một cái nhón chân là cái là mạnh nhất nè, bây giờ ướng nó là mạnh nó hơn đó đã lắm. Hồi trước nó từng 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 rồi kéo là ướng nó đi kéo cung như cái cung mình muốn mạnh phải kéo gì là mới mạnh thì nó khí nó nhiều hơn, chỉ ướng dưỡng kéo là cái chỗ nó vô. Rồi số 3 là đẩy đổ màu á. Đó. Khi đẩy nhớ ngước cái lòng bàn trên tay xuống bên, ở dưới ngước lên là nó khí nó chạy liền. Rồi cái rớt cong cong nó phía trước để đổ nó theo đổ theo không đổ đó. Tập lâu đó mới vài tháng sau nó đổ đó. Mà cứ là mỗi ba lần dài ba lần thì cứ đổ lại. Cứ làm vài phát khỏi nó thông chạy liền. Còn cái số 4 là một bên xoắn bên hướng ngược. Ừ, xuống nè đó nè đó nè đó là đã đó. Mà chân nhó mới đầu nè nó nè thấy không, tập bên này thì mình phải ngó bên này mình xoắn vậy thì bên kia mình xoắn ngược hướng luôn cả thả
mà thả ra vô đây là vô đây phải kéo hai đầu vô nó nha, để hai tay vô rồi ôm mạnh vô đó, đó chút vô phải vậy nữa, mà ngầm ngầm thì mới khó đó, được vô rồi. Ờ đã lắm, tâm hồn cái thuộc sống năm xoay. Ờ trong rồi đó, xoay cái đầu, lấy cái đầu hút quét rác làm cái là cái cây đó đó, hất là sao, ngửa là sao, tập hoài đi không thôi nữa, mình tập không quen nữa không bao giờ bị bật nữa. Tại nhiều người cúi lên cúi xuống nó hoa mắt, còn cúi quen không bị đảo vậy. Thì nữa cái thức thứ sáu là dọng 17 cái lên 17 hay là mình nãy cho nó 17 12 thầy. Từ lưng mình 5 đốt, ngực 12 đốt, coi cái sơ đồ cuộc sống là 10 17 bậc, là cứ làm vậy 17 lần lên cái ngực. Còn cổ là tự đẩy thôi. 7 6 6 cái vậy. Từ cái từ L5 lên tới C D1 trong cái cuộc sống, coi cái hình nè, đây nè anh thấy không? Có cuộc sống anh nó có 12 đây nè. Nó có ngọc 1 2 3 4 5 là mình đẩy đây, mình lắc này, 1 giống cái cù luôn, 1 2 3 2 1 12 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1 với tôi lần, còn cổ trên này 7 cái nữa. Coi cái nó tức là cái đốt sống như con bù lon lắc từng cái, lắc từng cái. Thì mình lắc một ngày, lắc được một năm cái cuộc sống sao bệnh của người ta để yên vậy không? Tức là cái cuộc sống mình nó 10 24 bù lon. Và phải nó lắc bù lon cái, lắc bù lon, lắc kì nhẹ 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 hồi xong thông hết từ dưới lên trên. Là cái bài số 7 á. Thì nó thông hết cuộc sống. Thì cuộc sống người ta cái về hoài của mình nó lắc thì không có bị ê, tức là nó dính luôn. Nó mỏi. Vướng lấy một áo, vướng lấy cái đèn, nhớ trong nhà bình thường mình chồm lên mình lấy cái đèn trên tầng. Rồi thứ khi mình chồm lấy máu mình thấy nó đau là nó bị. Thành mấy ông già ông chồm ông té lại nó đau cái khúc ngay khúc đó. Ông chồm nó nhói cái ông bay xuống luôn. Ông vớ lấy đồ ông chúi đầu luôn, nó đau cái gì sau lưng. Là nó bị đốt nào nó bị mà ông không biết. Bắt đầu cảm cũng tám thức luôn này. Tám thức. Đó là tập vậy đó. Còn cũng tập theo luôn thầy. Thì tập thì trộn qua trộn lại biết thêm. Tập này da đẹp thiệt. Ờ, sướng. Khỏi cần mỹ phẩm cũng mẹ. Thì mấy thùng spa dập mẹ nghe thì trả lẽ nói ha. Không phải đỡ tốn tiền. Sướng lắm. Sáng lấy khắp em mỗi sáng này khi xong lấy nước tắm ấm lau mặt của biến da đẹp. Cứ lau mặt cho tao. Mày chỉ lau mặt không có làm mày hay đó. Còn muốn da đẹp tao cũng lấy khăn lau tay luôn, lau chân luôn, cái chân đẹp da đẹp lắm. Không có một chất thì tức là cái gì máu huyết lưu thông là đẹp, con nít nó có mỹ phẩm đâu. Máu huyết lưu thông tốt là nó da nó đẹp à. Mà nó đẹp bắt đầu không phải đẹp xong có mùi thơm cái chất độc nó ra hết, chỉ có mùi thịt người đã. Thì con nít tại sao hung nó, tại cái mùi thịt người thơm lắm nha, tự đừng có tưởng. Trời ơi, mình không biết mùi thịt người thơm hơn con chó có mùi chó thì còn mùi người nó có mùi đó đó. Thì chó có mùi chó mèo, mùi mèo người có mùi đó. Mày không có mùi đó, mày mùi dục thôn là mày thua tao. Tao mùi con người, mùi trung thực của người, con người. Mùi mày gì? Mày vậy là mày chết. Mày bỏ cái mùi người, cái mùi người không cái tức là cái mùi người mình nó không có loại dầu thơm nào mà chế được cái mùi đó cho tao. Đố thằng nào chế được tao thách mẹ. Quá có Mỹ mà chế cái mùi người mà sức cho tao đi, không chế được. Thôi nó không thấy mấy người mà yếu anh ngồi gần, anh ngồi đi xe chung, dù xe buýt nó hôi như, mình nói kì mà không dám, mình nên nè cái người nó hôi lắm. Cái thằng càng yếu trong người không khỏe là người càng hôi, bởi vì mình tập khỏe mình mới thấy, còn mình mà không tập mày cũng như nó thấy thơm như nhau á, đủ khỏe hai thằng thối nhau biết khỏe gì. Cái thằng sạch ngồi biết hai thằng nó thối, thành ra mình tập nhiều quá mình biết thằng nào khỏe hay không. Cái khỏe là cái mùi thôi. Mà cái mùi đó hiện nay cái ngành mùi là pha chế dầu thơm không chế được cái mùi da mùi đó. Nó thách em thách được mày giờ mày chế cho mình đưa cái lon mùi thơm có mùi người cho tao luôn, cái thằng nào á thôi thua mày. Không cách nào, tại cái đó là tổng hợp của cơ thể mình tạo ra. Giống như cái vaccine là cái cơ thể nó chế ra cái chất giết con virus, đâu phải là cái vaccine. Thuốc đó làm sao ra? Mỹ nó hay không có bằng có cái cơ thể mình nó chế nhiều cái mày không làm được.
cái đơn giản như là mùi người mà còn chưa chế được mày đặt dầu thơm, mà mày là vua về hóa học chế không có được cái mùi người, mà mùi người không người nào hết, bởi vì chó nó phân biệt mẹ mùi của tao khác mùi ông kia, mũi mùi người con chó hai thằng giống nhau đâu mẹ, mẹ sao kêu không phải con chó nó còn biết cha này thơm cha này thúi quá. Mà khi mà con chó mà đi kiếm mà thủ phạm cái thằng nào thúi nó chửi á, má thúi giết mẹ, bắt đầu kiếm cái thằng thúi này. Còn cái thằng thúi thì cũng hơi quá thì kiếm vào cái đầu cái thằng thúi nó ghét lắm. Thấy thiệt cái người ta nó có hay vậy đó, cái da người á, mà nó da người nếu mà nó đạt đó nha, đàn ông đàn bà hai mùi âm dương khác nhau, cái mùi thịt phụ nữ khác mùi thịt đàn ông nha. Khi mà hai người đàn ông mà vợ chồng nhau gửi vào, cái mùi nó đặc biệt, nó đặc thù, nó gì khó nói lắm, nó thơm có mùi kỳ kỳ hay lắm, cái lớp giống như là cái con mấy con thú nó kiếm nhau cái mùi đó đó, cái mùi hương đó, mà cái hương của người ấy, mà hương người muốn muốn như tâm tạng là mày tất cả tạo khổ bệnh rồi, trong cái khoang người gọi là thở thở đăng điền nó đẩy hết cái mùi hôi trong cho thịt nó qua lỗ nóng xì ra, thành ra khi mình tập khí công là không cho thở phổi này. Khi em khóa thở phổi thì da trong cái mấy cái giống như cái người mình nó làm cái bột ni lông nó đang bí vậy, ở trên mày 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 là thở vô là nó phình ra nữa, rồi mày cứ làm hoài hồi nó bị bể cái này ra bằng nó chui lỗ nó xì ra sạch, tập thành ra lâu mình tập ở cái này dễ nó xì ra ở nó bị ép hại rồi đủ ra, cái đó là cái hơi độc nó ra dễ chịu lắm. Thằng nào tập khí công đầu tiên, khi tập khí công đầu tiên nó sẽ ngáp ngáp cả ở nó ngáp hồ bắt đầu xì là bắt đầu kẹt, bắt đầu sau đó bắt đầu hồi rình lại là ba tiến độ khi tập khí công hiện mà cái mà trong cảnh khác bây giờ có đánh đóng nữa thầy, đánh đóng khỏi nói này, thành ra nếu mà mình qua nhà người ta mình định chắc một bệnh chết mẹ luôn á, ông phải định ra thì nó khỏe, nhưng mà nhà nhà mình thì nhà lính rồi mà ở nhà ba ngày người ta bệnh thêm, người ta không hiểu tại sao, tại ta phải nhịn mấy cái đó, thì ra mình không có thoải mái thôi về nhà mẹ luôn, còn khi vô cái phòng thì ta ở không mình con địch cho nó đã. Ông mày đứng với mày sao tao đánh địch thì cũng kỳ, nhưng thật đánh nè nó đã không tin không thôi, nếu anh mắc quá anh vô cái cầu thang máy đuổi ra hết, trong đó chạy địch từ dưới lên cái chạy đó hoài lạ đó, tao mở cửa ra nào vô chết mẹ mày đáng chịu, tao ra rồi vô vô đó là cái chỗ đó là kính chứ không chỗ nào bằng cái thang máy á, ông mày vô là địch từ dưới lên cái đó ai biết, tao bụp lên xong tao mở cửa ra tỉnh mơi á, thì cũng khỏe, còn mẹ anh ở tập thể làm sao mà anh giải quyết cái đó được, anh ta tại sao ngày xưa nó có cái phòng riêng này á, chứ đâu phải là nó có gì bay bạ đâu, thấy anh bây giờ mình sinh hoạt một mình làm được, ví dụ có khách, ví dụ nhà em nó có khách ăn cũng đâu có dám làm vậy, tự nhiên nó mất sức khỏe à, cái đó nó ra mới khỏe, vì anh đứng mặt nó người ta cũng bực mình đó, còn mình nó thành ra mình tập cho mình ở chua mình đánh được không hết cái khỏe, đi cầu đi sập mét đấy. Rồi cái mình ra cái em re lúc nó đã người, còn mấy cái đó họ giải quyết đi, trong người cả ngày khó chịu, ví dụ nhà hôm nay anh có khách thì trong thời gian ở chung vòng 2 tiếng ngồi không đánh địch không có ở được, trời ơi khó chịu lắm, thấy mình không chịu được, thành ra rất hay đó. Là cái đó là cái khí nó chuyển động, còn người có độc nó sẽ có mụn nhọt, dù nó có cái mụn trong lỗ tai, mụn lỗ mũi rồi đó bình thường nha, rồi nó ra mũ là nó hết, rồi da nó có bớt, dù người nữ thấy bớt đen không phải của mỹ phẩm, để hồi nó tan nó da đẹp hơn nữa, cái bớt màu tím là thận bị, nó có những cái bớt đặc biệt, nó đen đen giống như này ra, nó đen đen vậy đó nè, nó ra nhiều lắm, qua hoài suốt đời, lâu lâu có đúng đen 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 ở đâu nó bị đen, rồi lúc khi nó ra hết bắt đầu hồng, trụ đã, con mình nói một cái đỏ, kệ đó, thì nó cái gì ra. Đừng lấy hoạt mỹ phẩm nhé, cho nó ra sạch rồi da đẹp đi. Tại vì khi con người mà đụng tới cái da cổ mình rồi nó thành thẹo đi, đừng có đụng chơi gì đó, cái gì mình sức vô cái thành thẹo hoặc nó thành cái nám này, thành ra nhiều lúc cái mỹ phẩm không hay này vậy. Cái da thịt ăn tốt mà nó có máu nó đã chảy máu, mình lấy hóa chất mình đắp lên nó nám đen, nám đen là do cái chỗ nó hơi trầy được có máu huyết mình ra rồi lấy hóa chất nó phản ứng thì nó còn cái da bị xấu hơn tao. Thành ra mình không chơi sao bông thôi, thầy không chơi sao bông, cái thằng bông kia thầy mua để lau nhà, không có tắm người ta mới tưởng đúng rồi đó, lau nhà để chi khi cái mùi của mình so với mùi người mình có hôi không, thành ra khi mình
cắm mà không có dầu thơm, không có xà bông thì biết người mình khỏe hay không. Còn nó không khỏe hôm đó em, bữa nào không khỏe thấy mũi hôi hơn này. Cái tắm tức là hôm qua bây giờ tao mất sức khỏe, thấy cái đó kiểm tra, thành ra cái loại thú không, nó hửi con, nó biết bệnh cắm á, con bệnh này nó ai còn bệnh, chắc cái khổ vô dục cái chồng. Ờ thú đó, nó hửi nó biết con nó bệnh liền à. Ờ lấy cái lỗ mũi nó hửi con nó bệnh, cái con bệnh là để riêng nha, để yên con mèo nuôi con bệnh nó chắc cổ dục nó chơi kìa, có gì chết nó dục luôn á. Đúng rồi, nó dục luôn, nó tha dục luôn á. Con sư tử đẻ ra mày tự nhiên có một con nó không chăm sóc, nó cấp dục dục liền, nó sợ bệnh lây. Đúng rồi, hay lắm. Thì cuối cùng người ta thì nó nghi ngờ là con này bệnh, nó sợ lây cho nên nó cho chết nó, còn nó không cho để chung nó dục ra chết mấy cái kia. Thú đấy vậy, nó đâu biết chữa đâu. Thấy gì mày thằng này mà thua cái mùi mày là đủ mày, cái này chắc mùi thận, thận yếu rồi dục mẹ ra. Nó biết mùi thận yếu hay cái gì yếu á. Mà nó biết chữa không được rồi, bây giờ chỉ có người cứu thôi chứ nó không biết cách nào. Tha dục ra. Ồ hay lắm. Thành ra thú cũng vậy. Đặt mình để con mèo con nào mà nó cấp cổ kéo nhiều là con đó là một là quậy nhiều, hai là bệnh nhiều. Quậy là hay đi lung lung tung á, nó lôi cổ về hoặc là con đó bệnh nó chắc đi dục chỗ khác. Nó không cho ở chung cái bầy đó đâu. Mày nó hay lắm cái mùi đó. Thành ra mình cũng vậy, hôm nào hôm bữa nào em thấy khỏe người nó tốt, mình tự thấy tốt không. Còn bữa nào yếu mình muốn đi tắm liền, tại mình sợ người ta hửi được cái mùi. Mà mình làm được vậy tức mình kiểm tra sức khỏe rồi. Còn em sức vô hôn vô mẹ biết. Nó thành ra nhiều người nó là cái dầu thơm đó của tụi Tây phương hay của Đông phương mình, nó lấy cái mùi người để nó kiểm tra sức khỏe. Còn mày ác cái đó mày không quan tâm sức khỏe của mày, mày khác cái quan điểm mày khác tao. Chứ không phải tao là không có tiền mua dầu thơm, tôi mua dầu thơm cấp 10 mày cũng được, không chơi. Dầu thơm là gì, là che cái sức khỏe của mày lại, bỏ ra là người mày hôi hơn, thả ra bữa nào. Bởi vậy mấy thằng mà không sức dầu thơm mày không có, nó chịu cũng có nổi, anh khó chịu lắm. Mà để hồi là hôi thiệt á, mấy thằng mà dầu thơm càng nhiều là thằng nó hôi nhất. Còn miệng là nhớ là nước muối là sạch nhất. Và là mình cái mấy cái thực tụi tàu nó có những trái mà nó táo mấy cái thứ đó, thứ mà có thể nấu nước uống được thì mua uống, không phải là để làm thuốc bắc. Táo đỏ là táo đen nè, đồ chỉ tử là, tức là năm tạng mình nó có năm loại trái cây pha nước uống là khỏe cả đời, pha để thay trà. Còn nhiều người uống trà chứ cà phê là nó là giảm kích thích rồi. Còn thứ kia là chất bổ vitamin, thì ví dụ thì lâu lâu pha nó mình uống với cam thảo. Cái cam thảo là cái mùi đường đặc biệt, không phải đường pha cà phê đâu. Đường mình uống pha cái cam thảo nó có vị đường, mà đường nó nặng uống vô một cái nó thấm vô tới xương. Cái ngọt nó thấm vô tới tận cái đáy lưỡi. Cái ngọt đó là khí chứ không phải là cái ngọt. Những cái cây mà trong rừng mà mình nấu ra cái nước đó, cái nước nó là cái khí của cái cây. Mà ăn uống mình là những cái gì càng tươi càng bột càng tốt, tức là lấy cái khí nó mất khí lấy gì, người còn khí mà lấy khí của nó, tức là cái cây nó còn khí nào mấy, còn nó hết khí dục đừng có ăn mấy cái thứ đó. Còn khí thứ mình ăn vô nó còn cái vị, bởi vì cái gì ngon nó còn cái vị, bởi vì tụi Nhật nó nấu đồ ăn đó. Mùi tôm phải còn nguyên cho tao, mày không được đổi gia vị, cái gia vị tao để riêng à. Ồ, vậy mới đúng, đừng có bả trốn. Thành thật tôm của Nhật hay là mực của Nhật nó mùi mực rõ ràng ra, rồi chấm gì chấm mày mà nấu luộc lên không có mùi luộc đó hư rồi, dục. Cái gì nó còn tươi, tức là tươi tức là gì, khí của con đó còn ở trong đó, tức là mình là dân lấy khí thì có lửa, những cái khí còn lại của xung quanh ta lấy nó, chứ đừng lấy mất khí lấy gì, nó chết mẹ lấy bố gì. Tôi hỏi ăn à, ta ăn một con có khí còn gấp 10, 100 con không có khí. Thành ra cái đồ, những cái đồ mà có khí mắc bèn lắm, tụi Nhật nó biết nó bán mắc lắm. Tức là cái sự sống còn, tức là bây giờ tưởng tượng con tôm dễ ngon hơn tôm chết đâu, lương gì. Rồi cái thịt bò mà em thấy cắt ra nó còn nhúng nhìn, thả còn ngọt chết mẹ, vừa giật nhúng vô nước sôi đó là nhai vô là nó bổ rồi. Cái gì còn sống giống như con hào, con nghêu là nó còn sống ở trong nó, chính đang mở ra ăn liền. Chứ mà hào mà hả miệng thú mẹ ăn cái gì. Thành ra cái gì mà nó có sự sống ở trong mà còn nhiều mình ăn nó thì nó cấp khí lại cho mình. Nhưng mà khi mình tập khí công á, giỏi rồi thì mình lấy khí rồi đó, không cần nữa. Thành ra cái tạng phủ nó càng ngày càng mạnh lên.
khi mình ăn, thành ra có nguyên tắc vậy nè, trăng tròn trăng non trong ngành khí công là trước ngày đó nên nhịn ăn, không phải nhịn ăn mà ăn cái gì nhẹ nhất, tại lúc đó máu nó lên, khi trăng tròn máu nó lên, giống như nước dưới cống nó trào lên nhẹ đó, khi trăng tròn máu mình nó dâng lên vậy. Là khí nó khó rồi, đừng có ăn nhiều nó khó ngủ. À, dặn thì ra cái tụi mà tôn giáo biểu một phần 15 tay ăn chay này hả? Ăn chay là cái lý luận nằm chỗ đó chứ không phải tao tu. Tại máu nó lên, mười trăng tròn trăng non, mình gõ vô mạng, em gõ vô mạng trăng tròn trăng non trong nó cho ngày trước ngày đó là em ăn nhẹ 4 ngày nha, 4 ngày trước trăng tròn, 4 ngày trong non, đừng ăn nặng, khó ngủ, tại máu lúc đó nó cũng lên dần, là khí trăng nó thấm cho người đó. Mình để tự nhiên, còn mình ăn vô nó em cái đó thì mình không lấy khí của mặt trăng được. Thì đã ngày xưa nó cái đó là nó biểu ăn gì, cái người ta tu hành nó tưởng là ăn chay, trong ngành khí công ăn chay ngày đó là lấy khí mặt trăng, đừng có ăn nhiều để mặt trăng nó thấm vô. Tôi phải nhịn nó vô hết luôn, có nhiều người nhịn luôn nó vô toàn thân, và khi lấy khí được nó dần dần sẽ bỏ bữa ăn. Cái ngành khí công là cái bữa chay là bữa nhịn đó, không ăn luôn, mà thay gì làm nó thì mình giảm buổi, khi mà rửa mạnh rồi tự nhiên 3 buổi còn 2 buổi còn 1. Mà khi mình luyện khí công lên đỉnh cao, mình chỉ sống chung với tụi khí công, còn người khác đó, sợ ở với mình không được, tại vì mình bỏ bữa không giống mình thì khó sống chung. Ví dụ giờ em đang ăn 2 bữa, người khác tới sao ăn, tao bỏ bữa ra sao ăn chung, người ta nói mày giận tao, khó vậy, giận tao sao mày không ăn, mày không ăn rồi bộ mày tiếc tiền hả, mày thấy tao tới mày không nấu đồ ăn, khó vậy đó. Nếu mà dân với công nhau hiểu liền à, là thằng đó nó bỏ bữa đó nó quen. Mà khi bỏ thì em tính coi, đừng có tưởng em bỏ một bữa là một năm, âm dịnh ăn 100 ngày mới khủng khiếp, người ta dịnh 7 ngày mới lo chành, mình dịnh trong ngày không sụt cân rồi mà tao giữ cho đủ khỏe mày thấy. Ở suy nghĩ lại chuyện mình liền, như thằng nó dịnh 7 ngày nó còn sụt cân, tao dịnh 100 ngày không sụt cân mà thằng nào giỏi. Mà trong ngành khí công là kiếm sức khỏe, tức là không bỏ sức khỏe ra, em kiếm tiền không có đưa tiền cho sếp, không có tiêu đưa tiền sếp được, thì kiếm sức khỏe sao bỏ sức khỏe ra. Bây giờ tao kiếm sức khỏe mà không cần ăn là tao lấy thẳng, tức là lấy năng lượng vô là tao tăng sức khỏe gấp 3 lần, thì 300 ngày ăn, bây giờ tao ăn nhịn một bữa 100 ngày không ăn, 100 ngày tao chỉ sống bằng khí thôi, lấy khí trời đất sống thôi. Cái đó là khi mà sống được vậy thành thánh nha, con người này không ăn 100 ngày. Thánh nhân hơn người thường như đó, thánh là người có cái hay, tức là cái người đó làm ăn giỏi hơn, làm ăn lấy sức khỏe cao hơn mình. Giống như là làm ăn là cái người bỏ vốn ít mà lời nhiều á. Không gì nữa. Làm ăn nó giỏi bỏ vốn ít làm gì còn cao vậy. Tao ăn ít mà tao khỏe bằng 300 ngày tụi bay rồi, tao giỏi mày. Hệ thống tiêu hóa tao là lên cấp cao mà, hệ thống tiêu hóa là xe của tao là xe mẹ, của mày là xe của bắp. Mà hệ thống tiêu hóa mình là thành xe mẹ rồi đó thì khỏe khủng khiếp. Tại vì cái hệ thống tiêu hóa nó tạo cái gia tịch, thì con gà ngon là cái bộ đầu lòng nó ăn cái gì nó ra cái thịt nó ngon, chứ đâu phải là tập thể thao. Thành ra da đẹp cực kỳ, xương cứng lắm, tất cả đều ngon hết. Tại cái bộ hệ thống tiêu hóa nó năng suất gấp 3 lần trước. Nó ra cái gì, ví dụ mình, hồi trước mình vô 1 ký thịt nó lấy được 20% lấy hết luôn. Thành ra không có phân mua lúc lâu nè, thì nó rất ít, không có giữ ăn vô không có gì ra đâu, đốt cả luôn. Còn nếu mà nó mà giỏm giỏm là nhai nhả bả lấy nước thôi, cuối cùng mình cái hệ tiêu hóa không có phân, thành ra con đít mình thấy mới đầu dĩa đâu có thối, thấy không, chứ nó ăn thịt cho đĩa thối à, còn giờ tao không ăn này thì thôi ỉa tôm, lượng đít con tôm nó đủ rồi, thứ còn gì bằng tao, đủ khỏe nó giờ nó ở rồi, lượng đít tao còn không có ngồi. Thì lúc đó khi mình tập lâu ngày á, chỉ có cái hơi không và phân nó ít dần luôn. Tại tất cả đồ ăn luôn á, tại vì mình đã có tiêu chuẩn là ăn cái gì còn khí là ăn cái khí chứ không ăn cái xác, cái khí là cái năng lượng. Mặt tăng lên thì tao lấy mặt tăng, tao không ăn luôn để lấy khí mặt tăng. Tức là lúc mặt tăng nó mạnh là tăng tròn tăng non là nó đang mạnh, lấy liền, lấy là dịnh. Khi em dịnh cái này thì cơ thể nó tìm khác để nó tồn tại, nó hút cái đó. Hay lắm, nhiều người không hiểu. Ừ, em coi nè, thầy đề chứ tăng non tăng tròn đây nè. Nè tăng non nè. Nè tăng non nè, tăng tròn nè.
em muốn gõ mấy ngày thì trước đây em nên dịch ăn ngày 23, 17, 16, 17 là ăn giảm cân non này, cân tròn. Em gõ vô đi, gõ vô lịch biểu cân tròn trong năm 2023 nó cho ngày hết. Em có hiểu đó, anh đánh dấu vô lịch này, anh gõ vô cân tròn 2023 nó cho liền. Tại vì không biết, không có học khuyết công biết mẹ chứ. Còn mình người ta biết ta, mình biết người ta cái gì, người ta để ta ăn. Rồi nó nhịn, anh gõ coi nó ra ngày liền. Trăng non trong năm hay trăng tròn trong năm nó hiện ra liền. Em thấy chưa, thấy cái lịch nó chưa? Trong năm 2023 đó. Không đề đó. Ờ, lịch trăng tròn trong năm 2023 là có liền. Để coi để nó ăn á, cho mẹ ăn cháy, nhịn để lấy khí. Trăng tròn trăng non chứ, trăng tròn rồi non, trăng tròn trăng non. Trăng non là không có trăng á, túi ui á, là trăng đen thui á, còn trăng tròn là tròn thấy sáng vàng bạc. Đó, hai cái ngày trăng nó lận hai khí nó vô, khí âm khí dương mặt trăng nó vô. Có không? Có ngày đó rồi đó anh thấm cái tròn quay là tròn, còn đen thu này cái này đè này trăng non. Đó, ngày trước này đó anh coi thì rồi cái em lấy cái đó em mở cái lịch em đánh dấu vô là em biết ngày đó em đừng có ăn nặng vô nha, ngu. Cái đó khí nó đang có ăn cắp nó. Có nguyên năm có hết. Có hết á. Ừ. Là trăng non, trăng non là không có trăng á. Túi đuôi á, còn tròn là có trăng là tròn quay. Đó đằng trước đó là em đừng có ăn nhiều nha. Em hãy nhịn đi để nó hút cái khí trăng mặt trăng vô người mình. Thì người khỏe là thì không ăn tự nhiên khí trăng nó vô. Cứ giống như là em không ăn nó phải ăn cái khác chứ. Mà có sẵn trăng nó quất liền, cơ thể nó hút cái đó vô liền. Ngày đen thui á nè, tròn thiệt đâu rồi cái ngày đó nè, con coi lại nè, bây giờ con lấy một cái ví dụ nè, loại to lên cái này tròn nè, qua đây bắt đầu nó hơi mí mí lại nè, là cái thằng nặng này, thằng tròn nè, trước là hai tròn, cái thằng đen đen cực đen đâu nè, đen bắt đầu giờ là cái này là 20 trước nè, nè cái thằng này tròn đen đen hoàn toàn đó là tăng ngon vậy thôi. Đó, không có trăng thì cái ngày đó trước 2-3 ngày em nên nhịn hoặc là ăn nhẹ nhẹ đi, người khỏe lắm. Trời ơi, nhưng mà không biết mẹ đó, ngày xưa nó hay lắm. Mà ngày này chắc bị âm ở thầy hơn. Thầy âm lịch chứ mẹ, âm là giờ mặt trăng á, theo giờ mặt trăng, mặt trăng và khi nó tròn nó có máu mình dâng thì đâu cần ăn, mẹ mày ăn vô mày mới chết mẹ mà đâu. Ngoài nước uống nước ở dưới cống còn trời lên, mẹ không thấy hả? Ồ mẹ, trong người máu nó cũng dâng lên vậy đó. Triều cường trong người nó cũng triều cường, mày tao bay có thấy triều cường là cái mặt trăng nó hút vô người thì mày ăn vô nữa thì nó không hút vô. Mày ví dụ giờ em ăn em thấy không, khi em ăn thì huyết áp nó lên, bây giờ mặt trăng nó đẩy huyết áp, mày ăn nó đéo gì nữa, mày ngu vậy, nó đẩy lên mày lấy cái đó mày đẩy đỡ tung tay rồi không má. Nhiều lần nó ngu dễ sợ lắm, thiên nhiên có nhiều cái hay đâu để thì dương khí công mới biết nha, lấy khí mặt trăng lấy cái đó. Thành ra khi bữa nào mà trước mặt trăng tròn hay trước trăng non mà ăn cho người nó xuống sang lắm, mà anh nhịn nó khỏe dễ sợ nó hút vô thì máu em nó nâng lên, mà em để một cái ly máu nó dâng lên nè, mặt trăng nó hút nó đẩy lên nó kéo máu lên tới đầu bừng bừng bừng, mình mà không ăn đủ, không mình ăn đã lên giờ không ăn đủ nó hút lên thì khí chui người khỏe đủ bị ngu vậy lấy mày, thì nhiều thằng nó biết lấy, còn nhiều thằng biết lấy phí của trời nó nói vậy đó. Rõ ràng thấy nước nó còn dưới cống nó còn lên rồi, mà cái nước là cái gì mà máu ngoài nó còn lên trong người thì ngày nó mạnh lắm, nó lên trong người nó dâng như dâng lên đầu, cái đầu mình sáng ra là nó trăng tròn khoái ra ngoài đang ngấm lắm, còn không ăn ra thì đứng hút vô người khỏe ra khỏi ăn mẹ. Thành ra nó khuyên là 4 ngày trước khi trăng tròn hoặc 4 ngày trước trăng non nên ăn nhẹ hoặc không ăn, thằng nào nhịn được 4 bữa là lấy được khí mặt trăng. Thằng ăn chay là nó giảm ăn để nó lấy chất bột, để lấy bột, lấy khí của mặt trăng. Trong ngành khí công nó không chính như Phật giáo là tu hành đâu, để khỏe đâu. Hai cái quan điểm về tiên đạo với Phật đạo khác nhau. Phật đạo là nghĩ tức là tu là không sát sanh, còn bên này không có đâu, lấy khí mặt trăng khỏi sát sanh cùng mẹ, không giết cây, không giết cá, giết thịt luôn. Nó mới siêu, mày ăn rau mày cũng giết rau vậy, còn tao không ăn là tao cao nhất. Ông tao lấy khí mà, cái gốc tạo ra vật chất luôn, lấy khí. Thành ra cái tiên đạo với Phật đạo hay gây gỗ nhau lắm.
Đạo giáo với đạo Phật, vì sao nó phải thống nhất lại vậy? Mày có cái hai cái mày, nhưng mà thằng kia không chịu nhận. Phật đều không chấp nhận nhịn, mà bên này nhịn nó mới là chay cao nhất chứ. Suy nghĩ đi, không ăn mới là cao hơn là chay. Chay là cái gì đâu, phải chay là tu. Những người mà tiên đạo cấp cao như Phật đó, trên cõi Phật đó, nó có ăn. Phật mà ăn cái bố gì? Bây giờ trong thời đại tao đang sống nhập tông, ăn tao thành Phật tại chỗ, 4 ngày tao thành Phật cái mẹ vậy. Tức là 4 ngày tao thành Phật mẹ rồi. Tức là không ăn mà thành Phật mẹ rồi. Nhưng mà 4 ngày mà cái nhân 1 năm nhiêu lần? 1 tháng có 2 lần vậy, mà nếu 4 ngày mình nhịn rồi, 8 ngày mình nhịn, 1 năm mình nhịn bao nhiêu lần? Ngoài cái ngày mà không ăn nữa là cuối cùng cuộc đời anh nó không có ăn, mà người nó đẹp mà. Mà không sụt ký lô, lấy ký trời đất không à. Cái tỷ kinh đó thầy, ừ. nó thay đổi tế bào gì là nó có làm chống đậu quá không? Vua đó. Ừ. Em tập cái tỷ là gì? Nó làm cái tỷ em không có đông cứng, là mấy anh thấy mấy con bò già cái tỷ cứng ngắc không, có tập vàng vàng không? Dạ. Còn anh tập tỷ là mềm eo. Ừ. Là cái tỷ trong cái xương sườn nó ra đỏ, nó mềm mềm hoài. Tại tỷ là vậy, nó bỏ cái tỷ già đi. Thành ra em tập tỷ mà em tập 10 năm giảm thì thọ cái sắc đẹp giảm 10 năm. Mày tập tỷ 10 năm nào em 50 thành như 40. Yeah. Mà anh tập 20 năm chỉ 50 thành như 20. Anh tập 30 năm tỷ thì em 50 như 20. Anh cứ tập đi. Mà nó hay là vua thải độc. Yeah. Tất cả chất độc trong người nó đẩy sạch bách. Yeah. Nhất là bệnh gút, bệnh vẩy nến, bệnh gì mà do độc mà trong độc trong người nó ra thành da thành ghẻ, nó là tiêu diệt tuyệt đối luôn, không bao giờ còn cái mẹ gì. Nó suy là gì? Nó thiếu chất, mà chất là chất khí chứ mày, vitamin. Thằng Mỹ không biết cái chất khí là gì, chỉ biết vitamin. Chưa bao giờ Mỹ nghiên cứu chất khí, chỉ nói viên ABC thì còn khí nó có mấy chục loại biết không? Cái gì khí là gì? Mà mày ngu tao rồi, mày hỏi câu đó là mày ngu rồi. Khí mặt trăng là gì? Không ăn trước 4 ngày trăng biết không? Nói gì vậy? Ăn rồi mày ăn mới bổ chứ. Mặt trăng nó bổ cấp tỷ lần của mày. Năng lượng sinh học mà. Mẹ thấy cái kia là cái cục thịt, còn tao nó vô hình, nó hút vô đùng, nó khỏe cỡ nào. Thành ra khi mình hút càng nhiều người mình, nó trong veo à. Nó thành giống như con bạch tuộc á. Tức là người em giống như con xíu, xíu biển nó trong trong vậy. Nó trời ơi, mày không đẹp cho đứa. Thì khi chết nó biến liền, không có thúi. Cha nó thơm là vậy á. Tại nó không có cái xác thì sao thúi được. Khí mà sao mà thúi được. Da thịt mình thôn phải là thịt nó thơm, mà nó không phải ăn từ cái kia ra, nó khí nó nằm trong nó thơm. Thành ra cái da mình thơm, thành ra mình tập cái kiểu đó, mình nắm những cái bí quyết đó. Nhớ như em mỗi lần em cứ gõ vô, nếu mà không có gõ điện thoại hôm nay trăng tròn không biết là trường này giảm ăn rồi sao vậy, em thấy càng ngày càng khỏe. Muốn kiếp nó thấy khí mật ăn vô đã. Ừ, ghi vô quá trời đó. Ừ, quá trời.